Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh thông tin rau củ quả của mình nha. Hôm nay mình có nhận được một bức thư và trong bức thư đó nó có ghi là xoài là một loại quả mà ai cũng biết nó chua lè, nhưng khi chín thì em thấy lại ngọt, một vị ngọt ngào như câu nói nhà em nhà không ai hết á, em sợ lắm hô hô. Vậy thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm ảo thuật nhét quả xoài vào trong cái ly nha. Theo một công thức hết sức là phức tạp, đó là xay nó ra với một chút sữa chua, quá đỉnh phải không nào? Chúng ta đi vào bước đầu tiên ngay thôi. Đầu tiên là mình sẽ đi chợ và chọn cho mình những cái quả xoài tươi, ngon, theo tiêu chuẩn chọn trồng nha. Đến bước tiếp theo thì các bạn sẽ đem về nhà và rửa xoài thật là sạch. Sau đó thì bạn sẽ cắt xoài thành những cái miếng vừa xay. Các bạn đừng hỏi mình là vừa xay như thế nào, thì vừa xay là vừa xay á. Đến bước thứ ba thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái máy xay với công suất tùy hoàn cảnh. Rồi các bạn bắt đầu cho hết số lượng xoài vừa cắt ra và nhớ là đừng có bỏ cái hột vào nha. Ở bước này thì các bạn có thể thêm một xíu sữa chua và một ít đá lạnh vào cho thêm hấp dẫn nha. Bước thứ tư là các bạn dùng một lực nhẹ nhấn mạnh xuống nút khởi động của máy siêu cấp xay sinh tố của mình và bắt đầu đợi thôi nào. Các bạn xay đến khi nào mà em máy xay nói là được rồi, tắt em đi em mệt quá là được rồi nha. Ô là trời, quần quật cả tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mới đến bước cuối cùng. Bước này thì các bạn đổ ra ly và bắt đầu thưởng thức thôi nha. Và đặc biệt là nhớ dọn cái máy chiến trường của mình nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi bản ảo thuật Pro VIP No 1 của mình nha. Mình chúc các bạn làm nước ép xoài với sữa chua thành công nha. Nếu mà thành công thì nhớ là quay lại clip này, comment cho mình biết với nha. Bye bye.